và ta không uống được. Những cái cây đó quá đẹp luôn. Có gì vậy? Mấy bạn thắc mắc tại sao mình ở trong tình huống này không? Vì đây là RL Grab. Nó vậy đó. What? Lỗi game. Không chết thì cũng lỗi game. Chúng ta đã trở lại với RL Grab. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ý mình spawn trong khu rừng à. Okay. Trong này thì kiểu như là đi vô lưu các kiểu thôi. Nhà nó sẽ có rải rác xung quanh đây nè. Không cần phải xây cái nhà gì đâu. Có thể kiếm cái làng ở cũng được. Trong này có nhiều cách chơi game này á. Ý, có dưa hấu rồi nè. Xin phải level up mấy cái này mới được. Không đập cỏ được. What the, sao mình có cái này? Bỏ tài. Lột cưng. Ê kìa cái nhà kìa phải không? Cái chỗ này mình thấy ghê ghê vậy sao? Thường trong khu rừng. Cái gì kìa? À lâu đài trên đó. Đó, đây đâu có cái nhà đâu. Chỗ gì thôi đó. Chết thuyền. Hình như trong này không có quái theo mình nhớ là vậy. Mà không lấy dưa hấu được quên. Rồi thôi. Ủa. Mình cầm cái hạt, mình không có phá cỏ được. Nhưng mà tay không thì được. Ok. À quên nữa. Làm cái đèn hồi nó xuất hiện một cái con quái vật. Không nên, không nên. Rồi bắt đầu thì cần linh không? Đây nè. Cầu bông nó sẽ ra cái linh. Ủa? Mình có thể làm đá từ cái này luôn nè. Không cần phải đào á. Nhưng mà như vậy thì có thể làm được dụng cụ bằng đá luôn không? Ý được mà. Ở đâu còn đồ linh đó. Bỏ, bỏ, bỏ. Rồi, thôi. Kim đá. Chắc là nhiều mà. Đó. Cần tới 12 cục rồi. Thì có thể làm được cái cuốc. Ủa cái gì? The hell. À cái này đặt xuống. Đừng chơi ngu với cát như vậy nè. Jungle pot. Không biết để làm gì. Cần có cái gừng. Một cái thế giới đầy hỗn loạn. Từ từ mình sẽ bốn cục nữa thôi. Một. Đây. Đủ luôn nè. Rồi. Đó. Đó, ba cục ha. Tích thì sao? Tích thì mình cần cái này nè. Đây, 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 đây. Chỉ cần đập mấy cái lá này thôi là ra stick ha. Theo mình nhớ là gì? Đó. Muốn cầm đồ gì để pha lá là phải cần có cấp mới được nha. Rồi. Đây, đây. Ok. Không có bảng chế tạo. Mình cần có gỗ để các bạn chế tạo. Mà muốn có gỗ là phải chặt được nó. Mà muốn chặt được nó là mình phải làm đồ bằng linh. Cuối cùng cũng như không. Rồi thôi. Bắt đầu lại từ đầu. Nãy mình dục cái đống nó đâu ta? Đống sỏi á. Đây này. Ô tí nhầm bia à. Quỷ nè, hết hồn. Hey.
Đó, kìa. Một cục là đổ rồi hả? Mình kiếm đá, để đập đá. Ô, 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 uống nước vô. Phải là cục đá mới được. Nè. Hai à? Đâu đủ đâu. Khoan, Linh. Đây, mình bắt đầu là phải làm cây Flint Knife nè. Ơ, à, được, được, được. Đó, từ cái này mình mới có được mấy cái này đâu rồi. Đây. Xong bây giờ cần có thêm sỏi. Mình thấy có nhà bên kia, mình muốn qua bển quá. Rồi giờ chưa có giường nữa, chưa có đồ ăn, chưa có đủ thứ. Lần cuối, không được đâu qua bển luôn. Kệ đi, mới đầu game mà, sợ gì, không mất gì đó không. Yeah. Rồi, cái này. Và cái này. Nên làm được cái này. Ủa, ủa tính ra mình cần có một à. Thì lấy thêm làm gì vậy. Hài hước, hài, có thêm cũng không sao. Giờ chặt một cây đi. Rồi làm đồ bằng đá luôn. Rồi kiếm đá này nọ trước, rồi sau đó mình sẽ qua cái nhà đó sao. Thì buổi tối căng lắm. Ok, đừng ngã qua đây. Ok, ngã qua bên đi. Ô, né ra, né ra, né ra. À, nằm cái mèo không sao. Mình yêu động vật đó, đây. Yeah, có gỗ rồi. À quên. Muốn có gỗ mà phải làm gì nè. Đó, chặt gì đó. Rồi, có gỗ rồi, mình mới làm thành này để tí đi. Ủa, làm cái gì qua này. À, làm cái máy chế tạo. Có cái này không? Không. Rồi, từ máy chế tạo này mới làm được một công cụ bằng đá đầu tiên. Đâu rồi, đây. Và từ công cụ bằng đá này mình sẽ đào thêm nhiều đá nữa. Vậy là ổn. Xong. Sau đó mình sẽ lo gì để thức ăn nữa. Ok. Qua bên cái làng để coi thử có gì không. Không phải cái làng mà cái nhà. Kìa. Giữa biển. À kìa kìa kìa. Đó là cái làng đó. Ủa, khá bự ha. Rồi, chắc chắn sẽ có giường và có. Ủa, đây có cái thị luôn nè. Và có cái gì. Vô làng mình cần giường để thức ăn đúng không. Hello. Mình nhớ là trong này không có gì hết á. Bình thường sẽ có cái. Bình thường sẽ có cướp biển. Mà đem có gì hết. Chỉ có cái bàn chế tạo đó. Dưới này chắc là 7 hả. Ủa cái giường nè. Gương. Tủ sách. Ồ, có thể được á. Mình coi bên kia nó có quái không. Cho chắc ăn. Ồ, trên đó biết có gì không. Đây là một cái phòng. Toàn là gương không luôn. Có giường nữa nè. Đây là tạo cướp biển mà. Cho nên là đang rất là nhiều giường. À, không có gì hết trơn luôn. Ừ, không có gì chứ. Ô, quá làng đi. Ô, trời tối hay vậy. Trời tối thì tốt. Để cái spawn mình chỗ này. Với là mình lấy cái giường theo luôn đi. Hết nước rồi. Ngủ cái đi. Ok. Yeah. Đêm đầu tiên đã thoát nạn rồi. À, buổi sáng sương mù cho nên khó giờ. Cái thuyền. Đó. Tinh. Rồi, vẫn cái đồ ăn thôi. Đói quá rồi. Tinh là cái này. The hell. Thôi làm khác cũng được. Kệ đi. Ê, hello, trời ơi, nó giật kìa. Mấy bạn ơi, nó giật kìa.
Oh, Stone Hall, anh kêu Wood Hood hả? Cái nón à? À, cái nón này giữ ấm nè. Em nhớ là vậy á. Ha. Đây là cần. Chắc là cần. Trời ơi, đồ sắt luôn. Mà biết xài được chưa nè. Quá trời đồ. Tin nha. Ơ trời, khoan. Bây giờ đang ở mùa gì vậy? Chưa xài được nè. Phải attack cấp 8 mới được. Chưa nâng. Nói chung là do đây cướp đồ đó. Ờ. Cướp mà cướp cũng nhiều quá. Cướp gì vừa phải đây chứ. Lấy cái wool này đi. Đứng mặt, nó cầm bị nóng nè. Wool, chain boot. Iron thì cần tới cấp 8. À, đồ ăn đúng rồi, quên nữa. Cái gì vậy, tiếng gì vậy? Mấy này. Mấy nó là bảo vệ dân làng. Rồi đi xuống đâu vậy? Đây, đây, đây. Kìa. Đồ ăn của tôi. Không thu hoạch được. Farming cấp 2 mới được. Thì là mình phải đi giết một vài con quái gì đó rồi. Chắc vậy rồi. Bắt buộc rồi. Hình như là kiếm thì không xài được. Ơ what? Mà sát cấp 8 mới được mà. Gì đấy? À chắc là mình sẽ không có đánh được á. Quơ gì thì được nhưng mà đánh thì không được. À, để đi qua đây đi. Chỗ này nó hơi thiếu sức sống làm sao vậy? Hay là tại mình vậy? À đang đói. Rồi không nghĩ tới vụ này có khi chết đói á nha. Cái trong này có đồ ăn không? Mình nghĩ là không đó. Ôi trời ơi, nó giật kìa. Thôi. Này mình xuống đi. Tại vì buổi sáng có sương mù nên mình khó thấy thôi. Chứ không phải là tại vì tầm nhìn nó không xa. Đó. Trời ơi, miếng nước cho trước đi. Đi vô đây, ăn quái nè. Ủa, sao được hoạch được? Trời heo. Hả? Là ai nha. Đấy, tay không thì cần pha minh cấp 2. Ủa chẳng lẽ mình... Đâu không? Ủa sao thu hoạch được rồi? Nãy đâu được đâu. Mà mình vẫn chưa có nâng cấp bất kỳ kỹ năng gì lên á. Đây, vẫn như cũ thôi. Rồi, để mình chọn á. Ờ, lấy 5 mới được. Hồi nãy có được. Ồ, có được. Dưa hấu không nhỉ? Mình giờ bằng tay là không được hay sao? Thôi, tốt rồi. Ô, 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 ô. Nó đâu vậy? No. What? Cái đất rồi. Nó cao quá. Đừng có đánh vô cái đầu của tao nữa. Xuống đây. Trời ơi, nó không xuống. Mày né cái cục quỷ sứ đó của nó. Làm chạy được. Ô, oh, nó còn vượt. No. Gì cơ? Vẫn còn được. Vô đây đã. Hết nước nữa. Quên. À. Nước ở đâu? À đây. Còn được không? Mong là không. Rồi. Đây là cái gì? Nhìn khá quen á. Để coi. Ô, xinh, thanh kiều. Đâu có gỗ sẵn đây luôn nè. Giúp mày ra. Ô. Ô, ô. Thôi. Thôi. Bạn dụ mình hoài. Nhìn là biết. Chưa tối nè. Mày mắc gì tới thôi vậy. Ôi trời, nó giật à. Tiêu gì chưa hoàn thành. Có đồ ăn là tốt rồi. Quên mà lúc.
Làm ơn đừng có gan cái con nó giùm tôi. Bách phòng. Cái này là cái gì? Nói chung là trong khu rừng thì không tốt lắm đâu. Gì đây? Chơi. Mình muốn giết thêm á. Và thôi, tha đi. Đây mình làm cái melon farm này được. Làm dưa hấu chứ melon. Trời. Mình thấy mình liệu quá, dù mà đọc tiếng Anh. Nhưng mà bạn thông cảm. Dạ, dạ. Tiếng gì? À, tiếng mấy con vẹt. Bọn mấy nó nhái con gì ghê. À, quên. Ý, quay store nè. À, không phải gồng. Hết hồn với kêu. Tưởng gồng ở trong rừng. Rồi đó, giờ mình đi kiếm cái chỗ rồi đó. Ăn cỏ đó. Mình sẽ quay tiếp. Hả? Ô, Cyclops. Hello. Trong đó cù nhiều lắm. Thằng đó nó bị nghiện cù. Mà nó mạnh lắm. Hiện tại giờ chưa có giết được nó đâu. Ồ.